Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài truyền hình Trà Vinh hôm thứ Tư ngày 15 tháng 11. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo và được trực tuyến đến 63 tỉnh thành trong cả nước. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức phiên họp chuẩn bị một số nội dung cho kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Các địa phương trong tỉnh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo và được trực tuyến đến 63 tỉnh thành trong cả nước. Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành tỉnh cùng tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh. Theo Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, trong tháng 10 năm 2023, công tác cải cách hành chính tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ giải pháp quan trọng để đẩy mạnh cải cách hành chính. Theo đó, các bộ ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 247 văn bản quy phạm pháp luật, cấp tỉnh ban hành 1.540 văn bản quy phạm pháp luật, đã cắt giảm 341 quy định kinh doanh. Tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử của các bộ ngành đạt gần 27% và các địa phương đạt gần 41%. Riêng tại Trà Vinh, có một số kết quả nổi bật như sắp xếp cơ cấu bộ máy cơ quan hành chính tinh gọn, giảm đầu mối tổ chức bên trong các sở ban ngành tỉnh, đã sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và đã giảm 76 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015. Thực hiện có hiệu quả chức năng cung ứng dịch vụ theo mục tiêu đề ra, cắt giảm biên chế công chức, số lượng người làm việc đảm bảo chỉ tiêu đúng theo lộ trình. Cụ thể đã giảm biên chế công chức so với năm 2015 trên 200 biên chế, chiếm tỷ lệ gần 12%. Giảm số lượng người làm việc so với năm 2015 là gần 2.900 biên chế, chiếm tỷ lệ gần 19%. Có 100% thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhấn mạnh về kết quả đạt được của 6 nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Trong đó, các bộ ngành địa phương đã chú trọng nhiều hơn đến cải cách về thủ tục hành chính, về thể chế và cải cách về công vụ. Qua đó, từng đồng chí đã xác định rõ vai trò của mình trong việc phối hợp và triển khai nhiệm vụ được phân công nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo hướng tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan và địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh cần chú trọng cải cách hành chính từ cơ sở và lãnh đạo cấp ủy chính quyền, nhất là cấp cơ sở thực hiện nghiêm túc việc lắng nghe, tăng cường đối thoại để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời cần rà soát, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra giám sát và rà soát cắt bỏ tất cả các thủ tục không cần thiết với người dân, doanh nghiệp. Sáng nay ngày 15 tháng 11, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề Phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, việc phục hồi phát triển du lịch từ đầu năm 2023 đến nay đạt được một số kết quả tích cực nhờ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, quyết tâm chính trị của nhiều địa phương. Sự nỗ lực của các doanh nghiệp du lịch đã tạo ra nội lực tăng trưởng và phục hồi. Trong 10 tháng năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 9,97 triệu lượt, vượt kế hoạch năm 2023. Khách nội địa đạt 98,7 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 582.000 tỷ đồng. Du lịch là một điểm sáng trong phục hồi nền kinh tế. Kết quả phục hồi du lịch có tác động lan tỏa với nhiều lĩnh vực, góp phần cải thiện ba động lực tăng trưởng của nền kinh tế là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định thương hiệu và vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Trong công tác quảng bá xúc tiến du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch đã quy động các doanh nghiệp du lịch, hàng không,
tổ chức không gian giới thiệu du lịch Việt Nam tại các hội chợ, sự kiện quốc tế, tổ chức hàng loạt sự kiện chương trình kích cầu du lịch trên khắp cả nước, tập trung phát triển các nền tảng số du lịch ở tầm quốc gia, làm cơ sở hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc. Đồng thời, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Công an để kết nối dữ liệu trên cơ sở đề án 06, chia sẻ dữ liệu để phát triển ngành du lịch trên nền tảng dữ liệu dân cư. Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và triển khai hiệu quả nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch, hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đón ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế và 120 triệu lượt khách nội địa. Đến năm 2030 đón 50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa. Du lịch Việt Nam cần thực sự đổi mới tư duy, cách làm với các biện pháp sáng tạo, đột phá, đồng bộ, hiệu quả, thực hiện liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác toàn diện. Tại hội nghị, nhiều tham luận của các bộ, Ủy ban nhân dân các thành phố và các tập đoàn kinh tế đóng góp cho chiến lược phát triển du lịch Việt Nam nhanh và bền vững. Hiệp hội Du lịch Việt Nam thảo luận về khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phục hồi và tăng tốc phát triển. Tập đoàn Vingroup đề xuất thúc đẩy thu hút khách du lịch tới các điểm đến tại Việt Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tham luận về tăng cường liên kết vùng, hợp tác công tư nhằm xây dựng sản phẩm và xúc tiến quảng bá du lịch. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tham luận về vai trò của địa phương và các chủ thể trong quản lý điểm đến và xúc tiến quảng bá. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo trong phát triển du lịch cần đẩy mạnh việc quy động sức mạnh từ nhân dân, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường quảng bá theo hướng thông minh, tiếp cận du lịch thế giới theo hướng bảo vệ môi trường. Trong chỉ đạo điều hành cần nâng cao hiệu quả quản lý, xem việc phát triển du lịch là nhiệm vụ của các ngành các cấp và quy động tối đa nội lực của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt cần phát triển du lịch theo hướng bảo vệ môi trường, giữ gìn và phù hợp với bản sắc văn hóa của con người Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần xây dựng chuỗi giá trị liên kết quốc gia và toàn cầu trong phát triển du lịch. Hạ tầng phải đảm bảo, con người cần đào tạo bài bản, sản phẩm du lịch sạch với giá cả cạnh tranh, môi trường các điểm đến phải đạt chuẩn. Đẩy mạnh liên kết theo hướng một cung đường ba điểm đến trong xúc tiến thu hút khách du lịch. Đối với các bộ ngành cần thúc đẩy quy hoạch tổng thể ngành du lịch, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống vận tải. Các địa phương cần phát huy vai trò người đứng đầu, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, kỹ năng về du lịch theo hướng đổi mới tư duy, xây dựng các mô hình mới theo đặc thù du lịch mỗi địa phương. Sáng nay ngày 15 tháng 11, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội nhân tỉnh, chủ trì cuộc họp chuẩn bị một số nội dung cho kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. Kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ được tổ chức vào 3 ngày, ngày 6, ngày 7 và ngày 8 tháng 12. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan về báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước sau kỳ họp thứ 9, thứ 10. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, các báo cáo năm 2023 về công tác phòng chống tham nhũng, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và dự kiến sẽ thông qua trên 20 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết về phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2024, nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024, thông qua chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh mở rộng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. Phê duyệt tổng biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện năm 2024. Phát biểu tại phiên họp, ông Kim Ngọc Thái, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý cần chuẩn bị tốt nhất các công việc cho việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo nghị quyết số 96 của Quốc hội. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan chuẩn bị tốt các nội dung tài liệu cho kỳ họp. Các ban Hội đồng nhân dân cần nghiên cứu thẩm tra kỹ nội dung các dự thảo nghị quyết. Riêng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh sẽ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc và phiên chất vấn của kỳ họp, tổ chức cầu truyền hình tại hai huyện Châu Thành và Càng Long để cử tri tại hai điểm cầu gửi ý kiến phản ánh đến kỳ họp. Sáng ngày 15 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh đã đến huyện ủy Dương Hải để công bố và ra quyết định về công tác cán bộ. Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Kim Chí Hòa, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dương Hải đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng trong công tác của đồng chí Kim Chí Hòa trong thời gian qua. Mong rằng trên cương vị công tác mới, đồng chí Kim Chí Hòa tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phát huy trí tuệ và những kinh nghiệm từ thực tế trong thời gian qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng giao cho. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Kim Chí Hòa cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy Trà Vinh và tập thể lãnh đạo các cơ quan đã công tác trong thời gian qua, luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để bản thân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ mới, đơn vị mới, đồng chí Kim Chí Hòa hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, phát huy năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Sáng nay ngày 15 tháng 11, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp và làm việc với nhà đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn Capital để nghe công ty trình bày về dự án liên quan đến phát triển và nâng cao giá trị dừa sáp trên địa bàn tỉnh. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Capital cho biết, mục đích của chuyến thăm Trà Vinh lần này là đến tìm hiểu và đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sử dụng nguyên liệu dừa sáp, đồng thời đề xuất chuyển giao công nghệ mở rộng dùng nguyên liệu dừa sáp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Dự án mà công ty trách nhiệm hữu hạn Capital nghiên cứu tập trung vào việc nâng cao chuỗi giá trị dừa sáp thông qua 3 giai đoạn phát triển. Đầu tiên là dùng dừa sáp làm nguyên liệu đốt. Giai đoạn thứ hai là dùng dừa sáp để chế tạo xăng sinh học và dùng làm nguyên liệu cho thị trường mỹ phẩm, làm đẹp. Và giai đoạn cuối cùng là tạo ra năng lượng cho các loại động cơ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Capital cũng cho rằng Trà Vinh là địa phương phù hợp để phát triển dự án và bày tỏ mong muốn hợp tác trong tương lai. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá cao dự án nghiên cứu của công ty trách nhiệm hữu hạn Capital và thống nhất hợp tác với công ty để phát triển dự án trong thời gian tới. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cũng đề xuất dự án mở rộng dùng nguyên liệu không chỉ tập trung vào dừa sáp mà cần phát triển ngành hàng dừa nói chung trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm đầu mối chính, phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Capital tiến hành các phần việc liên quan để phát triển dự án trong thời gian tới. Ngày 14 tháng 11, HUB, làng học sinh sinh viên sáng tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã chính thức ra mắt tại trường Đại học Trà Vinh. Đồng hành cùng sự kiện lần này có hơn 20 trường đại học cao đẳng, hơn 500 trường trung học phổ thông, gần 50 doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. HUB, làng học sinh sinh viên sáng tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long, quy tụ ban điều hành là đại diện các trường đại học cao đẳng và trung học phổ thông trong khu vực. Đây là tổ chức hoạt động theo mô hình xã hội hóa, sử dụng nguồn lực cộng đồng, mạng lưới kết nối để thực hiện nhiệm vụ và là đầu mối hình thành phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo các trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Gắn với sự kiện ra mắt làng học sinh sinh viên sáng tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long là hội thảo kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại đây, đại diện các trường đại học cao đẳng trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ thảo luận về vai trò của trường đại học trong thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp, tầm quan trọng của giáo dục quốc tế trong thời kỳ hội nhập, vận hành doanh nghiệp khởi nghiệp giả lập trên nền tảng số và mô hình hợp tác xã sinh viên, định hướng thành lập liên hiệp hợp tác xã sinh viên trong các trường đại học cao đẳng. Thông qua hội thảo giúp các đơn vị trong khu vực giao lưu trao đổi các kỹ năng kinh nghiệm liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, đồng thời giúp các em học sinh sinh viên trong khu vực có thêm nhiều kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp. Cuối chương trình, làng học sinh sinh viên sáng tạo, làng sáng chế và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cùng mạng lưới hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp trong tương lai. Ngày 14 tháng 11, mạng lưới hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức vòng chung kết cuộc thi ý tưởng học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 năm 2023 tại trường Đại học Trà Vinh. Cuộc thi ý tưởng học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm nay có sự tham gia của hơn 30 trường đại học cao đẳng và hơn 500 trường trung học phổ thông trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó có 47 ý tưởng dự án vào vòng chung kết, gồm 30 ý tưởng dự thi ở bảng sinh viên và 17 ý tưởng ở bảng học sinh. Tại vòng chung kết, các nhóm thí sinh dự thi theo hình thức thuyết trình ngắn gọn về ý tưởng dự án khởi nghiệp của mình. Sau phần thuyết trình, ban giám khảo sẽ lựa chọn 10 ý tưởng dự án xuất sắc nhất để tiếp tục thi phần hỏi đáp, phản biện, bảo vệ ý tưởng của mình trước hội đồng giám khảo. Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, các dự án ý tưởng dự thi năm nay có sự sáng tạo, đầu tư và có nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai. Kết quả, ở bảng học sinh, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các ý tưởng dự án xuất sắc nhất. Trong đó giải nhất thuộc về trường Trung học Phổ thông Quỳnh Tấn Phát, tỉnh Bến Tre,
với dự án sản xuất thức ăn hữu cơ từ vỏ sầu riêng lên men kết hợp nguyên liệu địa phương và dịch hữu cơ. Ở bảng sinh viên, ban tổ chức trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về dự án hệ thống đăng tin quảng bá các dịch vụ nhà trọ khách sạn của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Dịp này, dự án hành trình xây dựng, tư duy kiến tạo dành cho 10.000 học sinh khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng chính thức được phát động. Đây là chuỗi dự án đồng hành cùng các trường trung học phổ thông trong khu vực do mạng lưới hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Trà Vinh và làng học sinh sinh viên sáng tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện. Với phương châm mở lối tư duy, kích thích sáng tạo, dự án này sẽ cung cấp các gói hỗ trợ tư vấn đào tạo và tạo môi trường mở giao lưu học hỏi giữa học sinh, doanh nhân và các tổ chức ươm tạo, qua đó trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khả năng thực hiện các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2023, các địa phương trong tỉnh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để ôn lại truyền thống và chặng đường lịch sử dễ dàng qua 93 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Trà Lét, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú có ông Nguyễn Quốc Vương, bí thư huyện ủy Trà Cú. Năm qua, nhờ sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước cho đồng bào dân tộc, nên diện mạo của ấp Trà Lét đã có sự thay đổi rõ rệt. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên so với những năm trước đây. Hiện ấp có trên 94% hộ đạt danh hiệu gia đình nhân hóa nông thôn mới, có trên 300 lao động có việc làm thường xuyên tại các công ty. Qua điều tra rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, hiện ấp còn 7 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo, giảm 10 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo so với năm 2023. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trong năm 2023, Ban công tác Mặt trận ấp cùng với ban nhân dân, các đoàn thể đã vận động các mạnh thường quân đóng góp kinh phí trao 900 suất quà, 11 căn nhà đại đoàn kết, một cây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ học sinh nghèo với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Tại ngày hội, đã có 6 hộ nghèo được trao tặng nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ an sinh xã hội tỉnh. Qua Thượng Thích Trí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trao tặng 400 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thanh Sơn, Tập Sơn và Tân Hiệp, trao 3 suất học bổng cho học sinh nghèo, cận nghèo và trao 35 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Long Điền, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, có ông Nguyễn Văn Này, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh, ông Lâm Minh Thế, Phó Bí thư thường trực thị ủy Duyên Hải. Ấp Long Điền có diện tích tự nhiên 834 ha, dân số chung 302 hộ với 1.145 nhân khẩu. Cơ sở hạ tầng của ấp có các tuyến đường đan giao thông liên ấp với chiều dài 8 km. Ấp có nhà văn hóa được nâng cấp cải tạo với tổng diện tích khoảng 1.200 m2, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân trong ấp. Đời sống nhân dân đa số sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản. Toàn ấp có 135 hộ nuôi trồng thủy sản. Sản lượng thu hoạch trên 2.400 tấn tôm cá các loại, đạt 121% kế hoạch. Ấp có 100% hộ sử dụng điện và sử dụng nước hợp vệ sinh. Nhân dân trong ấp tham gia thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong tổ chức đám tiệc lễ hội. Các phong trào văn hóa văn nghệ và đờn ca tài tử cũng được duy trì. Ấp có một đội bóng đá và một đội bóng chuyền. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Duyên Hải tặng 74 giấy khen cho 14 tập thể và 60 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào ở địa phương và công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2023. Đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Tân Quy 2, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, có ông Trần Phân Ba, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Ấp Tân Quy 2 có địa hình nằm cặp giang sông Hậu, có diện tích tự nhiên trên 530 ha, có 583 hộ dân với 2.660 nhân khẩu. Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban công tác Mặt trận ấp đã tập trung tuyên truyền vận động người dân tích cực chăm lo phát triển kinh tế gia đình, xây dựng bộ mặt nông thôn không ngừng khởi sắc. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của ấp giảm còn 0,6%, hộ cận nghèo còn 1,7%, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm trên 60%, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng một người một năm, có 100% hộ sử dụng điện, nước, hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, người dân trong ấp còn tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Các giá trị văn hóa của dân tộc được phát huy, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, nếp sống văn minh, gia đình văn hóa được người dân hưởng ứng tích cực. Toàn ấp có 95% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Dịp này, ban tổ chức ngày hội đã trao một căn nhà đại đoàn kết
10 thẻ bảo hiểm y tế, 40 phần quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 4 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn ấp, với tổng kinh phí phục vụ cho các hoạt động trên hơn 80 triệu đồng. Tại huyện Tiểu Cần, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ngãi Hùng chọn ấp Ngãi Phú làm điểm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Trong năm 2023, ấp Ngãi Phú phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến đất qua màu, vật kiến trúc để thi công một tuyến lộ đan có chiều dài 260m, chiều ngang 2m và một tuyến lộ nhựa dài 1 km với tổng kinh phí xây dựng trên 3,8 tỷ đồng. Có trên 1.200 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 93% so với dân số toàn ấp. Ngoài ra, trong năm, chi bộ đã tổ chức thăm và tặng 43 phần quà cho gia đình chính sách với số tiền trên 21 triệu đồng. Tại ngày hội, Đại đức Thích Như Đạt, trụ trì chùa Long An, xã Thập Ngãi, đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 95 triệu đồng cho hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn học giỏi trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tặng 33 phần quà và 5 suất học bổng cho các hộ gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 15 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Trà Vinh hỗ trợ. Tại huyện Càng Long, Ủy ban Mặt trận xã Nhị Long chọn ấp Rạch Mát làm điểm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Ấp Rạch Mát có diện tích tự nhiên trên 184 hectare, có 268 hộ dân với 1.234 nhân khẩu. Đa số hộ dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, sản xuất tiêu thụ công nghiệp và dịch vụ. Hiện tại ấp không còn hộ nghèo, chỉ còn 4 hộ hưởng bảo trợ xã hội, 11 hộ cận nghèo. Hiện toàn ấp có 100% hộ được sử dụng điện và có 100% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Toàn ấp cuối năm bình xét 247 hộ gia đình văn hóa, đạt 98%. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không có trường hợp khiếu kiện đông người vượt cấp. Trong năm qua, Ban công tác Mặt trận ấp Rạch Mát vận động làm mới một tuyến đường đan chiều dài 950 m với tổng kinh phí 322 triệu đồng. Cất mới 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 130 triệu đồng. Vận động trao trên 230 phần quà trị giá 60 triệu đồng. Vận động nhân dân tham gia sửa chữa đường đan giao thông bằng 11 khối đá với tổng kinh phí trên 4,4 triệu đồng. Vận động nhà hảo tâm và nhân dân lắp mới 73 bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng số tiền 87 triệu đồng. Dịp này, ban tổ chức ngày hội đã trao tặng một căn nhà đại đoàn kết và trao 55 phần quà cho các hộ khó khăn trong ấp. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.